Thưa quý vị, trở lại với phần tin 24 giờ là các bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống. Bản tin mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ cho biết hai người bị cá mập cắn tại bãi biển Fernandina. Hai người đang hồi phục sau khi bị cá mập tấn công tại bãi biển Fernandina thuộc tiểu bang Florida. Theo sở cứu hỏa bãi biển Fernandina, một người đàn ông 30 tuổi và một cậu bé 17 tuổi bị cá mập cắn tại hai địa điểm khác nhau trên bãi biển trong vòng vài phút. Sự việc xảy ra vào chiều thứ Bảy ngày 14 tháng 7. Anh Dustin Theobald hiện đang nằm trên giường bệnh, đang hồi phục sau khi bị một con cá mập cắn bàn chân trong khi đang lướt sóng với con trai ở bãi biển Fernandina. Các quan chức cho biết chỉ vài phút sau, cá mập lại tấn công một cậu bé 17 tuổi cách chỗ anh Theobald hơn một dặm về phía nam. Cậu bé 17 tuổi bị cá mập tấn công khi đang lội trong vùng nước cạn. Nhà chức trách ngay lập tức đưa ra cảnh báo với tất cả mọi người trên bãi biển phải tránh xa vùng nước có cá mập xuất hiện. Theobald cho biết anh ta không cảm thấy đau khi bị cá mập cho đến khi nhập viện. Thưa quý vị, ba em bé đã thiệt mạng cùng với nhiều người khác bị thương sau một vụ cháy nhà. Vụ cháy nhà ở thành phố Union thuộc tiểu bang New Jersey đã khiến cho ba em bé thiệt mạng. Các quan chức cho biết hai nạn nhân đã được phát hiện chết ngay tại chỗ và nạn nhân thứ ba qua đời trong bệnh viện. Nạn nhân nhỏ nhất chỉ mới 2 tuổi. Ngọn lửa di chuyển nhanh chóng thiêu rụi ngôi nhà, cướp đi sinh mạng của ba em bé và khiến hai người lớn bị thương. Hơn một chục nhân viên cứu hỏa đã phải nhập viện điều trị do hít phải khói đen và kiệt sức vì nhiệt độ nóng. Lực lượng cứu hỏa phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ để dập tắt ngọn lửa. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra. Một cô bé 12 tuổi bị bắt vì đầu độc em trai 4 tuổi. Cảnh sát Kentucky đã bắt giữ cô bé 12 tuổi đã sử dụng chất độc để giết em trai 4 tuổi. Mẹ của nghi can đã gọi cảnh sát đến nhà sau khi phát hiện ra những tin nhắn đáng lo ngại từ con gái. Người mẹ nói với cảnh sát rằng trong các tin nhắn, cô gái viết về việc sử dụng Mr. Clean để thoát khỏi đứa em trai, con riêng của bố dưỡng. Trong khi đó, cậu bé bị nôn mửa và tiêu chảy nặng. Cảnh sát cho biết thủ phạm đã thừa nhận cố gắng giết cậu bé vì ganh tị những tình cảm mà mẹ cô dành cho cậu bé và cậu bé đã làm phiền cuộc sống của cô. Đương sự đang bị buộc tội giết người và đang trải qua cuộc kiểm tra tâm lý tại bệnh viện tâm thần. Thưa quý vị, Austin được chọn làm trung tâm chỉ huy tương lai của quân đội Hoa Kỳ. Theo thông báo của các nhà chức trách Hoa Kỳ, thì thành phố Austin, tức là thủ phủ của tiểu bang Texas, đã được chọn làm nơi đặt trụ sở trung tâm chỉ huy tương lai của quân đội Hoa Kỳ. Thống đốc tiểu bang Texas Greg Obrist đã hoan nghênh quyết định này của các quan chức quân sự. Trung tâm chỉ huy tương lai của quân đội Hoa Kỳ sẽ chịu trách nhiệm phát triển các công nghệ cho quân đội. Austin đã đánh bại các thành phố như Boston, Philadelphia, Minneapolis, St. Paul và Gridley-Durham để trở thành ngôi nhà mới của Bộ Chỉ huy quân đội Hoa Kỳ. Các quan chức cho biết Austin đã được chọn vì đang sở hữu những trường đại học, ngành công nghiệp, lối sống và chi phí sinh hoạt thấp phù hợp với yêu cầu của trung tâm chỉ huy trong tương lai. Thưa quý vị, tiếp theo là bản tin đời sống cho biết cơ thể người là tác phẩm nghệ thuật tại lễ hội World Body Painting Festival. Siêu mẫu người Áo Corina đã để cơ thể của cô như một tấm vải và kiên nhẫn đứng trong 6 tiếng đồng hồ liên tục để được biến thành một nữ thần Ai Cập xanh tại lễ hội World Body Painting Festival thường niên. Người mẫu Corina đã được vẽ từ đầu đến chân với đôi giày màu vàng và màu đen phủ đôi chân màu xanh. Cô được vẽ rất chi tiết cùng với những chữ màu vàng trên đầu gối. Cô Corina được trở thành tác phẩm nghệ thuật đầu tay của họa sĩ Nam Phi Carla Wells, 20 tuổi. Năm ngoái, Carla Wells chỉ chụp các bức tranh trên cơ thể người. Trong quá trình hoàn thành tác phẩm với bức tượng bằng đá và hoa hồng, họa sĩ cơ thể người Đức Enrico Lane, 47 tuổi, người từng giành chức vô địch trước đây cho biết tranh vẽ trên cơ thể người rất khó. Mỗi chủ đề mới là một thách thức mới bởi cơ thể của mỗi người đều khác nhau. Bản tin đời sống tiếp theo cho biết lễ hội tắm bùn sôi động ở Nam Hàn. Nhiều du khách đến từ khắp nơi trên thế giới đã cùng quy tụ về thành phố ven biển Boryeong của Nam Hàn, cách thủ đô Seoul khoảng 190 km, để tham dự vào lễ hội tắm bùn Mud Festival thường niên lần thứ 21, vốn đã bắt đầu từ ngày thứ Bảy, 14 tháng 7 vừa qua. Ban tổ chức cho biết lễ hội Mud Festival đã thu hút hơn 3 triệu người đến chơi bất chấp tiết trời oi ả.
Những nghi lễ truyền thống tại lễ hội tắm bùn thường rất đơn giản, trong đó bao gồm những màn thi trượt và hạt bùn, cũng như những cuộc tranh tài đồ vật dưới lớp bùn nhầy nhụa. Lễ hội Moor Festival nổi tiếng của Nam Hàn sẽ tiếp tục diễn ra cho đến hết ngày 22 tháng 7 sắp tới. Theo các nhà tổ chức sự kiện, có khoảng 5 triệu người dân địa phương và 622.000 du khách đã hội tụ về đây tham gia lễ hội này. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin 24 giờ qua cùng với Thiện Hạnh và Thi Nhung. Chúng tôi sẽ quay trở lại với các bản tin có liên quan đến Việt Nam và giải trí sau một vài thông tin thương mại của các cơ sở đã bảo trợ cho chương trình.